Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, tính đến 6 giờ sáng nay, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới. Như vậy, đến hôm nay cũng đã 13 ngày, nước ta không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Việt Nam hiện đã chữa khỏi 926 bệnh nhân. Trong 1.063 ca mắc, đã có số ca điều trị khỏi là 926 ca, số ca còn đang điều trị là 102 ca và số ca tử vong là 35 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 32.578 người. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện 459 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác 15.890 người, cách ly tại nhà và nơi lưu trú 16.229 người.